Ngày con trai út ra đi mãi mãi, cha cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đến khi con mồ yên mã đẹp, người cha ngồi khóc một mình trước bàn thờ con. Mặc dù cố tỏ ra là mình ổn, nhưng tận sâu bên trong mình, bố chẳng ổn một chút nào. Mặc dù cố tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ, rắn rỏi, nhưng kỳ thực bố lại yếu mềm và bất lực vô cùng trước sự vô thường của số phận. Ngày con trai út mãi mãi ra đi, người đàn ông ấy chỉ thẫn thờ, không nói, không cười, cũng không đau khổ. Một giọt nước mắt cũng chẳng rơi được trên khuôn mặt của ông. Thế nhưng đến khi tang sự của con trai đâu đã vào đó, con đã có được một nấm mồ yên, một nơi mã đẹp, thì người bố mới thực sự bùng nổ cảm xúc thật trong lòng, đã chôn giấu trong suốt khoảng thời gian qua. Ngồi lặng lẽ một mình bên bàn thờ của con trai, người đàn ông ấy đau buồn, thương nhớ. Những giọt nước mắt lúc này lại thi nhau dâng trào không sao kìm lại được. Những nỗi nhớ, niềm thương của bố không gửi gắm qua lời nói, chẳng thể hiện trên gương mặt hàng ngày, mà được tuôn trào qua những giọt nước mắt, được chứng minh bằng những đêm bố thao thức một mình, trầm ngâm bên bàn thờ của người con trai út. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nghe sao mà đau lòng đến thế. Có lẽ lúc con trai mới rời đi, người bố chưa muốn chấp nhận sự thật quá đỗi đau thương. Để rồi sau một thời gian, nỗi đau ấy đã thấm dần vào trong tim. Có người bình luận thêm rằng, có phải chăng hầu hết các ông bố đều luôn khắt khe cứng nhắc với con cái, nhưng sâu bên trong thì lại là tình thương con vô bờ bến, chỉ là họ không biết tỏ bày biểu cảm thế nào thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.